Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 3, trang 47 đến trang 49 tuần 6. Bài 3, hai bàn tay em, sách chân trời sáng tạo. Khởi động 1. Hát một bài hát về đôi bàn tay. 2. Trao đổi bàn tay giúp em làm những cái việc gì. Như vậy ở phần khởi động câu số 1 này thì các em sẽ hát một bài hát về đôi bàn tay. Rồi số 2. Trao đổi đôi bàn tay giúp em làm những việc gì. Thì các em ở câu số 2 này, các em thường dùng đôi bàn tay của mình để làm những việc gì? Thì các em sẽ kể ra. Thì ở đây em thấy bàn tay của em đã làm được nhiều công việc khác nhau như tập viết chữ nè, vẽ tranh nè, múa nè, quét nhà, nhặt rau, nghe điện thoại, chải tóc, tưới cây, sắp xếp đồ đạc trong nhà. Thì đây là những cái việc mà đôi bàn tay của chúng ta đã làm. Rồi tiếp theo là phần khám phá và luyện tập. Số 1 nhỏ, đọc và trả lời câu hỏi. Hai bàn tay em, trích. Hai bàn tay em như hoa đầu cành, hoa hồng hồng nụ, cánh tròn ngón xinh. Đêm em nằm ngủ, hai hoa ngủ cùng, hoa thì bên má, hoa ấp cạnh lòng. Tay em đánh răng, răng trắng hoa nhài, tay em chải tóc, tóc ngời ánh mai. Giờ em ngồi học, bàn tay siêng năng, nở hoa trên giấy từng hàng răng răng. Khi có khi một mình nhìn tay thủ thị, em yêu em quý hai bàn tay em, Huy Cận. Như vậy thì các em vừa đọc qua bài thơ Hai bàn tay em của tác giả Huy Cận. Thì ở trong bài chúng ta có từ răng răng, tức là dàn ra theo chiều ngang. Rồi tiếp theo là trả lời câu hỏi. Câu số 1. Trong khổ thơ đầu, hai bàn tay của bạn nhỏ được so sánh với hình ảnh nào? Như vậy các em đọc lại bài khổ thơ đầu để cho biết được là hai bàn tay bạn nhỏ được so sánh với những cái hình ảnh nào. Hai bàn tay em như hoa đào cành, hoa hồng hồng nụ, cánh tròn ngọn xinh. Thì hai bàn tay của bạn nhỏ được so sánh là như hai bàn tay em như hoa đào cành. Như vậy hai bàn tay của bạn nhỏ được so sánh với hoa đào cành. Như vậy câu số 1, hai bàn tay của bạn nhỏ được so sánh với hoa đào cành. Rồi tiếp theo câu số 2, hai bàn tay thân thiết với bạn nhỏ như thế nào? Khi ngủ, khi đánh răng, khi học bài, khi một mình. Thì các em đọc kỹ các khổ thơ còn lại để mà xem bạn nhỏ ngủ, đánh răng, học bài, khi một mình thì bàn tay thân thiết với bạn nhỏ như thế nào. Thì khi bạn nhỏ ngủ thì hai bàn tay ngủ cùng, một tay thì bên má và một tay bên lòng. Khi bạn nhỏ đánh răng thì hai bàn tay đánh răng trắng như hoa nhài. Khi bạn nhỏ học bài thì bàn tay siêng năng viết từng hàng chữ trên vở của bạn nhỏ. Khi bạn nhỏ một mình thì bạn nhỏ thủ thỉ với đôi bàn tay rằng bạn yêu quý hai bàn tay. Rồi tiếp theo câu số 3, em thích nhất hình ảnh nào trong bài, vì sao? Thì các em suy nghĩ và trả lời theo ý kiến riêng của mình. Thì các em thích nhất hình ảnh nào thì các em sẽ nêu hình ảnh đó và nêu lý do là vì sao chúng ta thích. Ở đây cô ví dụ, em thích nhất là chi tiết khi bạn nhỏ một mình, bạn nhỏ thủ thỉ với đôi bàn tay.
Hình ảnh này làm em cảm thấy bạn nhỏ và đôi bàn tay giống như là hai người bạn thân thiết luôn yêu thương và chia sẻ cùng nhau. Rồi tiếp theo số 4, nói về những việc em nên làm để giữ đôi bàn tay. Thì các em suy nghĩ xem chúng ta nên làm gì để giữ gìn đôi bàn tay của mình. Thì để giữ đôi bàn tay của mình thì chúng ta nên giữ đôi tay sạch sẽ. Thì em thường xuyên rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng sau khi chơi, đi học về, sau khi đi vệ sinh, vân vân. Rồi các em sẽ học học thuộc lòng 2 đến 3 khẩu thơ em thích. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ là đọc một bài đọc về thiếu nhi. A. Viết vào phiếu đọc sách những cái thông tin chính. Viết vào phiếu đọc sách những cái thông tin chính như là tên bài đọc này, nội dung, tác giả, nội dung, rồi tên sách báo có cái bài đọc. Như vậy thì các em hãy tìm và đọc một bài đọc về trường học, sau đó ghi vào phiếu đọc sách các thông tin, ví dụ như là tên bài đọc, tên tác giả, nội dung, rồi đoạn văn em thích, rồi tên bài đọc, tên sách báo có bài đọc. Thì ở đây cô ví dụ như các em đọc bài Cún Con. Tác giả là Nguyễn Lãm Thắng. Nội dung bài đọc là nói về tình cảm của bạn nhỏ dành cho chú cún con của mình ở sách báo Bảo Nhi Đồng. Hoặc là bài Mưa. Tác giả Trần Đăng Khoa. Sách báo tập thơ là tập thơ Gốc Sân vào khoảng trời 1968. Nội dung là miêu tả cảnh thiên nhiên và trong cơn mưa rào ở làng quê, qua đó cho thấy tình yêu thiên nhiên, làng quê của tác giả. Rồi, B nhỏ là chia sẻ với bạn cách em tìm bài đọc. Thì các em tìm được ở đâu, ở trên sách báo hoặc là trong sách thơ hay là sách truyện dành cho thiếu nhi, thì các em sẽ chia sẻ với bạn cái cách em tìm bài đọc. Rồi tiếp theo số 1 nhỏ là nghe viết. Luyện tập số 1 nhỏ nghe viết, tức là các em sẽ nhờ người thân đọc cho các em nghe để các em viết bài Đường Đến Trường theo Vân Long. Rồi sau đó thì các em sẽ kiểm tra là lỗi chính tả của mình. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ là tìm tiếng có chữ giờ hoặc là chữ gì phù hợp với mỗi ô hoa ở đây. Như vậy các em sẽ tìm những cái tiếng mà có chữ giờ hoặc là chữ gì phù hợp với mỗi ô hoa. Như vậy ở đây chúng ta có thúc, thì, rồi thể, phút, sợi, bài, bầu, cọp, dép. Như vậy các em hãy ghép các tiếng bắt đầu bằng chữ giờ, âm đầu bắt đầu bằng âm giờ hoặc là âm gì để phù hợp với mỗi ô hoa. Thúc thì ở đây sẽ là thúc, thúc dục. Rồi thể, thể dục. Phút, phút giây. Rồi sợi thì sợi dây. Rồi bài thì có là giao bài. Rồi bầu thì có là dàn bầu. Rồi cọp thì có là giày cọp. Rồi dép thì có giày dép. Như vậy chúng ta sẽ tìm những tiếng có chữ giờ hoặc là chữ gì phù hợp với mỗi ô hoa, đó là thúc dục, thúc dục, thể dục, rồi phút giây, sợi dây,
Giao bài. Dàn bầu. Giày cọp. Giày dép. Rồi tiếp theo số 4 nhỏ tìm 3 đến 4 từ ngữ A chứa tiếng có vần A, ví dụ mẫu dạy bảo. Vần A, ví dụ thức dậy. Rồi B chứa tiếng có vần út, ví dụ học thuộc. Vần út, sáng suốt. Như vậy các em sẽ tìm những cái từ ngữ chứa tiếng mà trong cái tiếng đó có vần A, vần A, vần út, vần út. Như vậy ở vần A thì có may mắn, bàn tay, máy bay, say sưa. Còn chữ A, vần A. Thì có đám mây, cây xanh, xây dựng, cuộn dây. Rồi vần út thì có là viên thuốc, bạch tuộc, dây buộc, bó đuốc. Còn vần út có rét bút, con chuột, ruột thịt, trong suốt. Rồi tiếp theo, tìm các sự vật được so sánh với nhau và từ ngữ dùng để so sánh ở trong mỗi đoạn thơ sau. A, hai bàn tay em như hoa đầu cành, hoa hồng hồng nụ, cánh tròn ngón xinh. Huy cận B. Ơ, cái dấu hỏi trông ngộ ngộ ghê, như bàn tay nhỏ hỏi rồi lắng nghe. Phạm Như Hà. C. Chiếc nhãn vỡ tựa như một đám mây xinh xắn. D. Mỗi bông hoa phượng là một đốm lửa đỏ rực. Như vậy thì các em sẽ tìm các sự vật được so sánh với nhau và cái từ ngữ dùng để so sánh trong mỗi đoạn thơ, mỗi câu văn. Như vậy ở câu A, trước tiên thì các em đọc đoạn thơ, các đoạn thơ và các câu văn, rồi sau đó các em sẽ tìm các sự vật được so sánh với nhau và những cái từ ngữ dùng để so sánh. Câu A, hai bàn tay em như hoa đào cành. Như vậy ở câu A, hai bàn tay em thì được so sánh như hoa đào cành. Như vậy từ ngữ dùng để so sánh đó là từ như. Rồi ở câu B, cái dấu hỏi trông ngộ ngộ ghê, như bàn tay nhỏ hỏi rồi lắng nghe. Như vậy ở câu B thì dấu hỏi được so sánh như là vành tai nhỏ. Như vậy từ so sánh ở đây là từ như. Như vậy sự vật được so sánh là dấu hỏi so sánh với vành tai nhỏ. Rồi ở câu C, chiếc nhãn vỡ tựa như một đám mây xanh xinh xắn. Một đám mây xinh xắn. Như vậy thì chiếc nhãn vỡ được so sánh như là một đám mây, và từ so sánh ở đây là từ như. Rồi ở câu D, mỗi bông hoa phượng là một đốm lửa đỏ rực. Như vậy hoa phượng được so sánh như là một đốm lửa đỏ rực, và từ so sánh đó là từ là. Như vậy ở câu A, hai sự vật được so sánh đó là hai bàn tay em và hoa đào cành. Từ so sánh là từ như. B, hai sự vật được so sánh là dấu hỏi và vành tai nhỏ, từ so sánh là từ như. C, hai sự vật được so sánh đó là chiếc nhãn vỡ và đám mây xinh xắn, từ so sánh đó là tựa như. D, hai sự vật được so sánh là bông hoa phượng và đốm lửa đỏ rực, từ so sánh là từ là.
Rồi tiếp theo số 2 nhỏ là đặt 1 đến 2 câu có hình ảnh so sánh. Như vậy các em hãy so sánh hai cái hình ảnh có sự tương đồng về với nhau và sử dụng từ ngữ so sánh. Ở đây có ví dụ như là sự vật 1, đây là quả cà chua. Từ ngữ so sánh đó là từ như, cái đèn lồng nhỏ xíu, đó là sự vật 2. Như vậy sự vật 1 được so sánh với sự vật 2 bằng từ ngữ, từ như, quả cà chua như cái đèn lồng nhỏ xíu. Như vậy thì các em sẽ đặt thêm 1 đến 2 câu có hình ảnh so sánh như ví dụ mẫu ở đây. Cô ví dụ, mặt trời đỏ rực như lửa cháy, dòng sông tựa như một dải lụa mềm. Thì mặt trời là sự vật 1, mặt trời, sự vật 1, sự vật 2 là lửa cháy, như lửa cháy. Và từ so sánh là từ như. Dòng sông là sự vật 1, tựa như là từ ngữ so sánh, một dải lụa mềm là sự vật 2. Rồi tiếp theo là vận dụng chơi trò chơi tuổi thơ vui vẻ. Gọi tên các trò chơi trong tranh. Đôi bàn tay giúp em những gì khi tham gia các trò chơi vừa gọi tên. Như vậy thì các em quan sát tranh thì chúng ta thấy đây là những cái trò chơi gì các em sẽ gọi tên. Thì tranh thứ nhất các em thấy có ba bạn nhỏ đang xòe, có một bạn nhỏ xòe một bàn tay và có hai bạn chỏ vào cái bàn tay này. Thì như vậy đây là trò chơi chi chi chành chành. Rồi tiếp theo tranh 2 có hai bạn có đang tre cái búa và kéo. Như vậy thì đây là trò quẳng tù tì. Rồi tiếp theo tranh 3 thì các em thấy hai bàn tay của bạn nhỏ có những con rối điều khiển bằng bàn tay. Như vậy thì đây là trò múa rối tay. Rồi đó, bàn tay giúp em những gì khi tham gia các trò chơi vừa gọi tên. Thì bàn tay giúp em chơi được các trò chơi trên. Nếu không có bàn tay thì không thể chơi được, khi thiếu mà em sẽ không thể chơi được khi thiếu rồi bàn tay. Như vậy tranh 1 trò chơi chi chi chành chành, tranh 2 là trò ảnh tù tì, tranh 3 là trò múa rọi tay. Thì các em hãy suy nghĩ xem cái đôi bàn tay giúp chúng ta những cái việc gì khi tham gia các trò chơi, thì các em sẽ gọi tên các trò chơi vừa gọi tên thì các em nêu ra. Ví dụ như là bàn tay giúp em chơi được các trò chơi trên, nếu không có đôi bàn tay em sẽ không thể chơi được khi mà thiếu rồi bàn tay. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 3 của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.